quá xa mà cái sông thì nó lại gần đây, thì gặp mùa qua cái sông, cái sông là khách rất là nhiều. Thì khi qua cái sông nó kìa, cái này cũng được nó như thế. Khi qua đi bộ từ đây đi, đi la tới cái sông thì có bị lạc. Hai bạn đi nhà thờ, vừa vô nhà thờ để bán chứ không phải là vừa đi nhà thờ vừa bán luôn. Thì còn lại là ba bạn, lúc nào ba bạn chui vô cái sông. Thì tôi ghi rè 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 20 người mà vô cái sông thì quá nhẹ. Nó rất là đơn giản, ghi số điện thoại rồi đơn giản. Đến khi tôi bán hàng thì tôi mới nói với bạn này sẽ đưa đĩa với lại sách ra tôi bán. Thì ai cho tôi bán trong vòng 30 phút thì tôi bán được, tôi ghi 20 người và được một cái đĩa, một quyển sách. Xong kêu bạn kia về, xong kêu điện thoại kêu bạn kia về, đem sách đem đồ về. Về thì lúc đó tôi cũng mệt, có hàng tiếng rồi khát nước. Xong kết cái thật giờ mấy đứa bán kìa, trời ơi cô bán hay quá, con bán kêu đi bán ngọc con đi bán đi, mà ngại nhiều cái nó đo đi ghi tay và chồng ghi tay mình nhận xả ra em bán thêm được một cái đĩa nữa. Thêm một cái nhân bán ba sản phẩm ghi 20 ký thôi trong vòng có mấy quá. Cho bạn nào có thể tới đây ở đây nhá, tôi nói các bạn nghe này. Các bạn chồng thì không có nói cái gì hết, nói cái gì của nhóm mà đây thì em nói nhóm em đấy là các bạn nhiều khi tôi biểu không chứ vô bán đi, bán cho quen vô đi, nhưng mà nhiều khi các bạn nhá, tôi có bán hai cũng ngại quá, ghi tay có bạn cùng run nữa em nói ai vô lên ngại vô mà làm vì ở đây mình không có ngại, mình mặc áo này mình đi tập thể, mình giới thiệu là mình xin viên thực tập ở dưới ông ơi. Trời ơi, ô sao sinh viên gì dạy hơn 50 tuổi. Được rồi. 50 tuổi tôi mới bước ra đời để trải nghiệm một cuộc sống. Thì bây giờ tôi có lúc khác thì tôi bán cái đĩa này và một cuốn là cho một bộ anh ủng hộ cho tôi, vì trong sách này có những cái điều rất là hay nhưng thời gian ngắn lắm tôi không có lấy được. Ủng hộ đại biết đâu được một ngày đó anh tới lớp của tôi anh học thế đây là ở kia ông kia tôi đi ông mua, tự nhiên ông hỏi mình chị năm nay bao nhiêu tuổi mà làm sinh viên như vậy em 50 tuổi sao anh, mà lúc đó nó thật ra các bạn bán đi hàng gì bán cũng dễ, sách và đĩa bán rất là khó vì người ta cứ sợ mình lừa gạt, vì xã hội bây giờ người ta cứ thủ thế thủ không ạ, nhưng mà mình bung ra thì nó rất là khó, mình bán ra là rất là khó. Nó thì nói chung ra là mấy bạn không phải là tôi nói giỏi, nhưng mà tại vì tôi trải nghiệm tôi bán hàng nó quen rồi. Tôi cũng thông cảm mấy bạn, nhưng mà mấy bạn còn biết thì bạn cố gắng lên đó. Ngay cả tài con em mà còn em chặt bán từ khi nhỏ lên. Tài nó bán tốt không? Không biết bây giờ, không giờ đi bán. Bán được cái nào? Không. Ok. Tặng người rồi, như vậy là đỡ có bao nhiêu rồi. Cái con anh từ hồi nhỏ em nói thật đó này, tết em cho đi bán hoa, đến mùa gì thì cho đi bán nấy. Cái tự tin nhân các bạn cố gắng tự tin đây. Bán như này mà giờ đi học cái này sao mà thời gian đâu tôi nào? Giờ tôi thấy khó quá. Thôi giờ hả? Anh cứ giữ nó đi, xong rồi là có xin nào đó. Nói chung là thích cùng người ta giữ lắm á. Mà